mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 bất ngờ hội ngộ, nhan sắc mẹ bỉm sữa, Á hậu Thúy Vân gây chú ý. Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã tung bộ ảnh ba người đẹp Khánh Vân, Thúy Vân, Kim Duyên thực hiện giữa năm 2019, khiến fan không khỏi trầm trồ. Kèm theo đó là thông điệp, bạn có mong chờ sự tái ngộ của top 3. Vào tối ngày 3 tháng 12, ba chân dài đạt thành tích cao nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ cùng trở lại sàn catwalk trong một sự kiện thời trang. Sau một năm đăng quang, ba người đẹp giành danh hiệu cao nhất đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ. Khánh Vân xuất hiện ở nhiều chương trình, trình diễn thời trang với vai trò First Face, Vedette. Đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe cũng là gương mặt quen thuộc ở các game show giải trí. Cô nàng dành nhiều tâm huyết cho dự án giải cứu trẻ em bị xâm hại, khai thác tình dục sẽ được giới thiệu tại Hoa hậu Hoàn vũ năm sau. Trong khi đó, Kim Duyên lại gây chú ý với những thay đổi về diện mạo. Cô nàng không ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang, layout trang điểm để ngày càng gợi cảm, mới mẻ hơn. Kim Duyên cùng Khánh Vân đang tham gia show thực tế Đi Việt Nam Đi, Việt Nam Why Not cùng với dàn Hoa hậu, Á hậu Cá Tính, Võ Hoàng Yến, Hoàng My, Mầu Thủy, Ngọc Diễm. Mới đây, Kim Duyên cũng gây bất ngờ lớn khi cắt phần mái tóc đen dài, vốn là đặc trưng của mình để làm mới hình ảnh. Đây cũng là nỗ lực đáng ghi nhận của nàng Á hậu gốc Cần Thơ. Á hậu Thúy Vân là người đẹp có nhiều thay đổi nhất. Quyết định kết hôn với ông xã Nhận Vũ, cô tiếp tục được đông đảo người hâm mộ chúc mừng khi hoàn thành thiên chức làm mẹ. Hạ sinh con trai đầu lòng vào đầu tháng 11. Không mất quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, Thúy Vân nhanh chóng lấy lại vóc dáng và vẻ rạng rỡ để trở lại với công việc MC song ngữ cũng như sẵn sàng khuấy đảo sàn catwalk. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.